Theo thông tin do Skoda công bố cách đây không lâu, hãng sẽ chính thức ra mắt xe tại thị trường Việt Nam trong tháng 4 năm 2023. Có vẻ như mẫu xe đầu tiên mà Skoda sẽ giới thiệu tại Việt Nam chính là Kodiaq. Mới đây, Skoda Kodiaq đã bất ngờ bị bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội. Khi xuất hiện tại đây, Xe được dán kín logo trước sau nhưng không khó để nhận ra danh tính của mẫu SUV này. Không chỉ riêng Kodiaq, mà hãng Skoda dự kiến còn ra mắt ba mẫu xe nữa ở Việt Nam trong năm nay, đó là Karoqui, Superb và Octavia. Bốn mẫu xe này sẽ được bán ở Việt Nam dưới dạng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Nhà phân phối các mẫu xe này ở Việt Nam là TC Moto. Như thông tin đã đưa, Skoda Kodiaq sẽ được định vị trong phân khúc crossover hạng chung tương tự Hyundai Santa Fe, Kia Sorento và Mazda CX-8 ở Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BMQB của tập đoàn mẹ Volkswagen, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.697mm, chiều rộng 1.882mm, chiều cao 1.676mm và chiều dài cơ sở 2.791mm. Như vậy, Skoda Kodiaq có chiều dài cơ sở lớn hơn Hyundai Santa Fe, 2.765mm, nhưng ngắn hơn Kia Sorento 2815mm. Tương tự các mẫu xe khác của thương hiệu Skoda, Kodiaq được thiết kế theo phong cách khá cơ bắp và nam tính. Xe sở hữu những nét thiết kế đặc trưng, như lưới tản nhiệt hình lục giác với các nan nằm dọc sơn màu đen bóng, bao quanh bằng viền mạ chrome. Ngoài ra, mẫu crossover hạng D này còn được trang bị hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe với đèn pha LED tiêu chuẩn, hốc gió, trung tâm trải dài trên cản trước, các loại vành với đường kính từ 17 đến 20 inch đèn hậu led gọn gàng và bagger nóc màu bạc. Bên trong Skoda có ria quy là nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ với ghế bọc da ở bản cao cấp. Các trang bị nội thất đáng chú ý của mẫu xe này ở thị trường nước ngoài gồm có vô lăng hai chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số vơ chùa các vít 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 9,2 inch, trợ lý ảo Laura, cập nhật bản đồ phần mềm qua Wi-Fi, cổng USB Type-C, phanh tay điện tử kết nối Android Auto, Apple CarPlay và khóa, mở cửa từ xa. Trang bị an toàn của mẫu crossover hạng trung này cũng khá đầy đủ với chính túi khí, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ tránh va chạm bên sườn, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ làn đường thích ứng và hỗ trợ đỗ xe. Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq sẽ dùng động cơ xăng TSI4 xi lanh. Dung tích 2.0 với công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 320Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hiện giá bán của Skoda Kodiaq tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Trong năm 2022, Kodiaq là mẫu xe bán chạy thứ 3 trên toàn cầu của thương hiệu Skoda với doanh số cộng dồn 94.500 chiếc, giảm 4,2% so với năm 2021. Hai mẫu xe bán chạy hơn Skoda Kodiaq là Octavia. 141.100 xe và cam IQ 96.300 xe